cô xem thuần quý phi người ta thì biết rồi. Ân sủng không được nhiều không sao, sinh được là được rồi. Lục Vinh, muội vừa mới sinh Vĩnh Chương nên cẩn thận lo cho sức khỏe của mình. Đa tạ Phúc Tấn quan tâm. Thái hậu đại hỷ, thuần chúa tớ đã sinh được Lục A Ca, hoàng thượng ban tên Vĩnh Dung. Đương đương, thuần chúa tớ đã sinh một công chúa, hay lắm.